Thông tin vui từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Cả nước tiếp tục có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 4 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy, đến thời điểm này, thì Việt Nam đã có 90 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Cụ thể, tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân 80, bệnh nhân nam 18 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 81, bệnh nhân nam 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 82, bệnh nhân nữ 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân 83, bệnh nhân nữ 50 tuổi, quốc tịch Mỹ. Tại Bệnh viện Đà Nẵng có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân 68, bệnh nhân nam 41 tuổi, quốc tịch Mỹ. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.